Chào cả nhà. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bài thuốc trị nấm da đầu từ một cái cây khá là quen thuộc. Đây là cây diệp hạ châu, hay còn gọi là cây chó đẻ răng cưa. Thì cái cây này nó sẽ giúp cho chúng ta trị được nấm da đầu. Ngoài ra thì nó còn có nhiều cái tác dụng. Thì những video trước mình cũng đã chia sẻ, đó là cái tác dụng trị về bệnh gan và một số căn bệnh như là sỏi thận vân vân. Bây giờ thì sẽ nói sơ về cái bệnh nấm da đầu, hay còn gọi là chóc đầu đấy. Đây là một cái căn bệnh nó gây cho mình ngứa ngáy và nó có thể lây sang các bộ phận khác trên cơ thể của mình, cho nên là mình còn phải sớm điều trị để tránh nó lây ra những cái bộ phận khác. Nấm da đầu thì nó có hai loại. Cái bệnh đầu tiên là nấm da đầu do cái bệnh khởi phát bằng những cái nốt sần nhỏ mọc rải rác trên da đầu. Còn cái bệnh nấm da đầu thứ hai là do trứng tóc. Thì cái bệnh này nó không gây rụng tóc, bởi vì những cái sợi nấm nó chỉ mọc và phát triển ở thân tóc mà thôi. Nó có thể gây khó chịu hoặc là ngứa. Đây là một cái căn bệnh cũng khó trị, và đặc biệt là nó gây cho mình một cái cảm giác rất là tự ti khi đi ra ngoài đường. Vậy thì những cái đối tượng nào và nguồn lây nào là chủ yếu thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên là những người lao động với cái cường độ thật là cao thì họ sẽ ra nhiều mồ hôi. Và đặc biệt nữa là những người có điều kiện ăn ở tập trung. Thường thì những người ở với số lượng đông. Đây là một cái căn bệnh chủ yếu là ở người. Ngoài ra có thể xuất phát từ một số loại súc vật như là chó và mèo. Nấm này nó có thể tồn tại rất là lâu dài và dây dẳng, cho nên là những cái vật dụng bị nhiễm nó có thể tồn tại cái nấm này ở trên đó rất là lâu. Cái bệnh này nó có thể lây trực tiếp qua da. Rồi những cái cách thường gặp là qua cái việc là đội chung mũ, rồi xài chung lược và gói. Với những ai mà đang bị nấm thì rất là dễ lây. Thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ về cái nguồn lây và những cái đối tượng dễ bị bệnh này nhất. Và bệnh nấm da đầu thì mình cũng đã chia sẻ nó có hai loại. Một loại là hình thành từ trứng tóc, và một loại là nó hình thành từ những cái mảng vảy trên da đầu mình. Và ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ ở đầu video, mình sẽ chia sẻ với các cô chú anh chị mình cái cách trị nấm da đầu từ cây chó đẻ răng cưa này, hay còn gọi là cây diệp hạ châu. Cái bệnh nấm da đầu này là một cái tình trạng bị tổn thương và viêm nhiễm ở cái vùng da đầu. Các cái loại vi khuẩn nấm có điều kiện sẽ phát triển, rồi nó là nguyên nhân gây ra những cái hiện tượng nấm đầu. Để cải thiện cái tình trạng này, để giúp cho cái mái tóc mình đẹp và tốt hơn, thì chúng ta cần phải áp dụng những cái bài thuốc thật là hữu ích. Và bài thuốc mà mình chia sẻ hôm nay đó là cây chó đẻ răng cưa. Thì đây là một cái bài thuốc rất là hay và rất là nhiều người đã sử dụng và đã thành công. Thì mọi người sẽ không còn phải lo lắng khi mình gặp phải những cái vấn đề về bệnh nấm da đầu nữa. Khi mà bị nấm da đầu thì người bệnh sẽ bị nhiều gàu và dày đặc trên da đầu mình. Kèm theo đó là những cái biểu hiện của cái nốt mụn nhọt, lở lét vì những cái lớp biểu bì của da bị bít lại, mồ hôi không thoát ra kịp, cho nên nó sẽ gây ngứa ngáy, khó chịu. Và đây cũng là một cái điều kiện để hình thành những cái mụn nhọt. Nếu như da đầu mình có những mụn nhọt thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là tự ti khi mà giao tiếp với mọi người. Rồi thì quay trở lại cái vấn đề chính ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ sử dụng cây chó đẻ răng cưa, hay còn gọi là cây diệp hạ châu, để mình điều trị nấm da đầu. Nghe cái tên cây diệp hạ châu thì chắc có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy hơi lạ, nhưng mà nếu như nghe cái tên chó đẻ thì chắc chắn là mọi người sẽ biết nhiều hơn. Thì trong y học, cây chó đẻ này nó sử dụng để chữa những cái bệnh như mình đã chia sẻ ở đầu video rồi. Nó chữa những cái bệnh về sỏi thận, bệnh về gan, rơm sảy, và đặc biệt là nấm da rất là tuyệt vời. Cho nên khi mình sử dụng cây chó đẻ răng cưa này, nó sẽ giúp cho mình điều trị và có thể giúp cho mình tự tin hơn khi giao tiếp, bởi vì mình không còn phải bị ngứa ngáy da đầu, khó chịu nữa. Cái loại cây này thì nó có vị hơi đắng, tính mát và hơi ngọt. Nó chứa những cái thành phần giúp cho mình kháng viêm, rồi sát khuẩn cực là mạnh. Nên khi mình sử dụng nó thì nó có cái tác dụng sát trùng, rồi giải độc, kháng viêm và diệt khuẩn nấm rất là hiệu quả. Chính vì những cái công dụng này cho nên cây chó đẻ được người ta sử dụng để trị nấm da đầu.
và nó cũng là một cái lựa chọn rất tốt để chăm sóc cái mái tóc của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi hái những cái cây chó đẻ này. Nếu như nhà nào không có thì mình có thể tìm mua. Bởi vì cái cây chó đẻ này thì nó hầu như là nó mọc dại rất là nhiều, nên mình cũng có thể dễ dàng tìm hoặc là mua ở những cái nhà thuốc cổ truyền để mà mình sử dụng. Khi mình mua được cây chó đẻ răng cưa này để mình sử dụng á, thì mình cũng không còn phải lo lắng nhiều về vấn đề nấm da đầu nữa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy một nấm, mình sử dụng một nấm lá cây chó đẻ. Tiếp đến thì mình sẽ đem đi rửa thật là sạch. Rồi sau đó thì mình sẽ đun với nước sôi. Thì cái thời gian đun đó là khoảng 20 phút. Rồi mình sẽ tắt bếp, rồi mình lọc lấy cái phần nước và cái phần lá thì mình sẽ bỏ đi. Cái lượng nước để mình nấu cái lá diệp hạ châu hay còn gọi là cây chó đẻ này á, thì mình sẽ nấu một cái lượng nước vừa đủ để khi mình tắt bếp mình lọc nước để mình sử dụng. Còn lá thì mình bỏ đi, mình sẽ pha nước vào cho nó ấm ấm để mà mình gội đầu. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái lượng nước vừa đủ. Khi gội đầu á thì chúng ta cần phải kết hợp với massage nhẹ trên da đầu, và mình luồn tay vào từng kẽ tóc mình xoa. Mình xoa để cho các cái tinh dầu của nước nó sẽ tác động và nó thấm sâu vào cái lớp biểu bì của da mình, để cho cái tác dụng của cái nước này nó diệt nấm hiệu quả hơn. Thì đó là cái cách để chúng ta sử dụng cái cây diệp hạ châu để mà mình sử dụng, mình điều trị nấm da đầu. Đây là một cái phương pháp rất là hay và đã nhiều người sử dụng. Thì ngoài cái việc trị nấm thì cây chó đẻ này nó còn trị bệnh gan. Thì cái video đó mình cũng đã chia sẻ rồi. Nếu mọi người muốn xem lại thì mọi người cứ kéo vào phần video để mà mình tìm hiểu thêm nhé. Sau khi mình trị nấm da đầu rồi thì mình còn phải phòng bệnh. Bởi vì mình không phòng bệnh thì rất có thể cái da đầu mình sẽ bị tái phát trở lại. Vì đây là một cái căn bệnh rất khó điều trị. Thì nếu như mình điều trị xong cái bệnh nấm da đầu thì chúng ta cần tránh làm việc ở những cái môi trường bị ô nhiễm, rồi ẩm thấp, và tránh cho da đầu mình bị ẩm ướt kéo dài. Sau khi gội đầu thì mình còn phải sấy tóc thật là khô, hoặc là mình lau cho tóc thật là khô rồi mình mới đi ngủ. Rồi mình cần hạn chế là không dùng chung khăn tắm, mũ bảo hiểm, gối, chăn với những người khác để mà tránh lây nhiễm cái bệnh nấm da đầu này. Đồng thời khi mình tắm gội thì mình sẽ ăn uống đầy đủ các dưỡng chất, cũng như là mình tránh thức khuya, rồi tránh căng thẳng để mà ngăn cái bệnh này tái phát trở lại. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái bệnh nấm da đầu. Nấm da đầu thì nó có hai loại, và nấm da đầu thì nó cũng là một cái căn bệnh rất là khó điều trị. Ngoài ra thì khi mình sử dụng cây chó đẻ răng cưa này thì mình còn phải lưu ý một số điều để mình tránh bị tái phát lại căn bệnh. Nếu mọi người thấy hay hãy bấm nút like và đăng ký để ủng hộ mình nhé.